sao quá mọn hẹn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm muối đất ướp cho mặn đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm màu, đời con có gì dâng Chúa đâu, đầy bao mơ ước dạt dào, niềm tin như con suối ngọt bao tâm tình yêu dấu, nguyện dâng hiến mãi như lần đầu. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh hiền từ đây suốt đời không bao giờ đổi. Oan kia
tay của ông Giuse. Và này người hãy nhớ cho tình trời tình thiên cha sẽ dựng thánh lễ an táng tại thánh đường giáo xứ mẹ thân thương của chúng ta. Vì vậy giáo giáp đội sẽ là 7:20 sẽ trở vào phòng ta, sẽ viếng ông Giuse lần cuối và làm nghi thức giáp mạch và liên quan thi hài ông Giuse về thánh đường nam phủ thánh lễ an táng. Vì vậy chúng tôi xin được kính báo, xin được chuẩn bị sắp xếp trở về phòng ta để chuẩn bị đón công đoàn giáo giáp đội. Hiện diện nơi phòng tang giờ này là cộng đoàn giáo giáp Tây, là giáp nội của ông Giuse. Giờ này hội tụ trở về đây trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài ông Giuse để làm giờ cầu nguyện cũng như làm nghi thức dập mạch và thực thi
tiễn biệt di quan thì hải ông từ giã căn nhà này trở về thánh đường giáo xứ thân thương tham dự thánh lễ an táng và tiễn biệt ông về nơi yên nghỉ cuối cùng. Chúng ta biết rằng chúng ta từ Thiên Chúa mà đến trần gian, thì khi qua khỏi cõi trần ta lại trở về với Chúa. Nghi thức dập mạch nhắc nhớ rằng ông Giuse đã rời căn nhà trần gian này để về với ngôi nhà vĩnh viễn, sắp lìa bỏ thân nhân bạn bè để về với Thiên Chúa tình thương. Trong giây phút bàng hoàng này, giây phút mà khuôn mặt thân yêu của ông Giuse vĩnh viễn không còn được thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy hướng lên nhìn lên Thiên Chúa và cầu cho linh hồn Giuse được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu, và xin cho chúng ta được gặp lại ông Giuse trong nhà cha muôn thuở. Ở lại cùng chúng con càng thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sư chết. Nhưng xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đứng trước cảnh chiên y tang tóc, chúng con lại xin Chúa yên ủi chúng con và chia sẻ với chúng con những giây phút bàng hoàng đau thương và bối rối này. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh ông Giuse và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở mãi cùng chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc tất cả mọi người chúng con không còn được nhìn thấy ông Giuse trên cõi đời này nữa. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh ông thân thương và chiều mến của ông Giuse. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay chưa sự chiên nỉ đầy mất mát đau thương này, nhưng xin cho chúng con được tràn trề niềm hy vọng được vào nước Chúa là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin tha phần tại cho linh hồn Giuse chúng con đang cầu nguyện hôm nay và còn dâng lên nơi luyện tội, thì xin mơ cơ tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chiêu nay chưa chết vì chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới bờ sâu bên linh Chúa, xin Chúa nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đối được với Chúa, hẳn có lòng cùng vì nơi Chúa thánh đưa con đã dâng cậy Chúa. Thank you.
Thank you.
Bill Gates. Không, cái mồm đấy thì vả chứ mấy vả. Đang bảo cái mồm âm. Thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày cùng tháng tận, cái ngày mà tất cả mọi người chúng ta đều bận rộn để chuẩn bị cho cái ngày Tết cổ truyền, đón chào một năm mới với biết bao nhiêu những kỳ vọng cho năm mới này. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn còn phải làm một cái nghĩa cử rất quan trọng, nó thể hiện cái lòng hiếu thảo, thể hiện cái tình liên đới qua việc chúng ta tiễn đưa người con của Chúa đến nơi an nghỉ cuối cùng là anh Giuse, một con người còn trẻ trung, còn biết bao nhiêu những cái gánh nặng cho bản thân, cho gia đình, cũng như còn biết bao nhiêu những cái ước vọng cho tương lai nữa. Nhưng mà Chúa lại có cái chương trình của Ngài. Về phần con người, chúng ta cũng chẳng biết làm cách nào khác ngoài việc cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Lời tại tôi, lời tại tôi, lời tại tôi mỗi đàng. Tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Các anh và anh chị em khẩn cầu cho tôi. Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Lạy Chúa là đấng hằng thương xót và thứ tha. Chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là anh Giuse mà hôm nay Chúa đã chuyển về với Chúa, được đưa vào quê thật và hương hoan lạc muôn đời. Vì tôi tớ Chúa đã trông cậy và tin tưởng vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và yên chi cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Người ấy được cất đi, kẻo sự gian tà làm hư hỏng trí khôn, hoặc sự dối trá nửa phỉnh tâm hồn, vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều thiện, và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn, khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Chúa chẳng nuôi tôi.
đầu tôi người xưa sâu thêm nỗi nan. Chúa Kitô đã chịu chết cho những người bất chính, ít có ai chết thay cho người công chính. Hỏa chắc mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, nghĩa là ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính trong máu của Người, thì nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Thật vậy, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch mà chúng ta đã được sao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Ngài, thì khi đã được sao hòa, hẳn chúng ta càng được ơn cứu độ hơn nữa trong sự sống của chính Đức Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến Bethania, Đức Giêsu biết Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đến gặp Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi ở nhà. Martha thưa với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết. Nhưng ngay cả bây giờ con biết Thầy xin bất cứ điều gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Martha thưa: Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và ai sống và tin Ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Martha đáp: Thưa Thầy, vâng, con tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng đã đến trong thế gian. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cái thời gian vừa qua, tôi hay thấy Giáp Tây cứ ghen tương với Giáp Trung, bởi vì Giáp Trung được viếng sát ở nhà gần gũi, mà Giáp Tây thì cứ phải đi xa. Và cái điều ấy thì Chúa cũng đã cho Giáp Tây được toại nguyện là hôm qua đến hôm nay được viếng cũng như an táng người con của giáo giáp rất gần gũi. Rồi một cái nữa mà tôi thấy Giáp Tây hay nói rằng là mới làm xong cái bộ đòn còn mới đẹp, và ai đi trước hình như được giải thưởng hay là cái gì đấy, không biết là có hay không, nhưng mà cũng muốn nêu danh cái người khai trương cái bộ đòn mới khi mà mới tân trang lại. Cái bộ đòn này được tân trang trong cái năm gọi là Quý Mão, và rồi cái ngày cuối cùng thì cũng được anh Giuse hoàn thiện cái việc này, đi đầu tiên trong cái bộ đòn này. Tôi nói một vài những cái như vậy, nhưng mà chúng ta cứ hay ngồi tán gẫu, nói chuyện tạp phào với nhau, nhưng mà thực sự chúng ta có muốn vậy không? Liệu rằng chúng ta có muốn viếng những người khác gần nữa hay không? Liệu rằng chúng ta có muốn phải đưa tang nhiều những người con của Chúa, những người thân quen trong gia đình chúng ta hay không? Từ bản thân của tôi đến mọi người, chắc chắn chúng ta có thể trả lời không ai mong muốn. Bởi vì đây nó là cái điều gọi là bất đắc dĩ theo cái nhìn của loài người, không ai mong muốn cái điều này. Cho nên chúng ta thấy lời Chúa có nói với chúng ta: con như người thợ dệt đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Từ sớm tới khuya Chúa làm con hao mòn sinh lực, tới lúc bình minh con vẫn kêu gào như bị sư tử nghiền nát thịt xương. Một cái kiếp lưu đày, một cái cảnh sống ở đời nó vất vả, nó khổ cực, đến nỗi mà Đức Phật phải nói đời là bể khổ. Chúa làm con hao mòn sinh lực, vất vả, lo toan cho cuộc sống, cho gia đình, cho con cái. Và mình đang miệt mài hăng say để mà thêu dệt cho cuộc đời mình, cho vợ con có được mái ấm gia đình, có được một cái cuộc sống không dám nói là giàu sang phú quý, nhưng ít nhất cũng cảm thấy được an tâm. Cho nên tôi nhớ lại cái lời của cái bài hát: hạnh phúc quá mong manh, đời ta đâu có ngờ. Có ai nghĩ rằng anh Giuse sẽ ra đi trong cái bối cảnh như vậy? Có ai nghĩ rằng anh Giuse sẽ ra đi trong cái độ tuổi còn quá trẻ trung, còn để lại nhiều gánh nặng cho vợ con, cho gia đình? Sáng sớm ngày hôm qua, người cha ruột của anh gọi điện cho tôi. Tôi bảo sao sớm thế, chả lẽ đến Tết cha sớm sớm vậy? Nhưng mà rồi tôi nhận cú điện thoại, không lấy gì làm lý tưởng, mà ngược lại lại làm cái nỗi buồn. Bởi vì giữa cái lúc mà chúng ta biết mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho những ngày Tết cổ truyền, ngược xuôi để mà dọn dẹp, để mà sửa sang nhà cửa, để mà thể hiện cái lòng hiếu thảo với những người trên của mình qua việc chúng ta lễ Tết,
thậm chí kể cả với tiền nhân. Nhưng mà đây là cái việc mà chúng ta thấy không ai mong muốn. Chúa đã gọi anh một cách bất ngờ. Tôi cũng nhìn cái hình ảnh của hiện trường, thấy ông thì nằm sấp, ông thì nằm ngửa. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Hỏi mấy người thì họ bảo là câu chuyện nó cũng còn dài dòng. Nhưng mà rồi cuối cùng thì mình là cái người thiệt đã. Chúng ta không biết làm sao đâu. Cho nên cái người tự dệt là chính chúng ta đang mải mê để vun đắp cho chính cuộc đời của mình, cho gia đình. Nhưng mà rồi Chúa lại định liệu cho chúng ta cách khác. Dưới cái nhìn của con người, một cái nhìn tự nhiên, chúng ta thấy đây là một nỗi buồn. Tôi cũng chứng kiến một cái trường hợp. Cái anh này tuần trước thì người ta đưa hoa đến người ta tặng cô dâu chú rể. Tuần sau thì người ta lại đưa vòng hoa đến người ta phúng viếng. Tuần trước thì người ta gọi cái cô này là cô dâu. Tuần sau thì lại được lên chức bà quả phụ. Chỉ tặng có một tuần, rất gọn gàng. Nếu như bình thường thì có thể là chị này có thể ta tạm gọi là đi thêm bước nữa được. Nhưng mà nó có một cái đau khổ, đó là hạt giống đã nảy mầm. Đâm ra cái nỗi buồn ấy nó vẫn cứ kéo theo một người con chào đời, không bao giờ nhìn thấy người cha mà chỉ nhìn qua hình ảnh. Kính thưa cộng đoàn, cái câu chuyện của anh Giuse hôm nay còn trẻ trung, và tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng tầm tầm tương đương với cái câu chuyện của ông Lazaro, một gia đình mà Chúa Giêsu rất gần gũi, hay lui tới trong những cái chặng đường rao giảng tin mừng. Rồi Ngài cảm thấy Ngài buồn, thương tiếc. Và có những cái đoạn tin mừng nói đến Chúa Giêsu đã phải rơi lệ khi thấy cái cảnh này. Và chúng ta thì cũng vậy thôi, thấy nếu đặt mình vào trong cái hoàn cảnh ấy thì liệu rằng mình có cầm được nước mắt không, khi mà thấy cái người thân của mình còn quá trẻ trung, còn đang phải mải mê với cuộc sống, công ăn việc làm. Cho nên Chúa Giêsu đã chạch lòng thương, Ngài đã đến để phục sinh anh Lazaro, và phục sinh trong cái bối cảnh là anh Lazaro đã an táng được 4 ngày. 4 ngày thì chúng ta thấy cái thân xác con người nó đã bắt đầu đi vào trong cái giai đoạn phân hủy. Một cái nỗi buồn miên man, một cái nỗi buồn sâu sắc, mà rồi cả đời với chị cũng như là con cái sẽ luôn luôn chỉ là một cái hình bóng về một người cha, một người bố. Cho dù là bao nhiêu năm nữa đi chăng nữa thì mình cũng chỉ luôn luôn thấy được rằng là mình đã mất đi cái người thân thiết nhất, một cái bờ vai mà mình đang tựa nương, một cái bóng hình để mà mình thấy được rằng mình phải cậy dựa, trao gửi thân phận trong cuộc đời của con người.
và đứng trước những cái mà chúng ta gọi là nỗi buồn hay là một cái gì đó mà ta đau khổ nhất ấy, chúng ta phải làm gì đây? Đối với những người có đức tin, những người Kitô hữu, chúng ta còn có một cái chỗ dựa là chính Chúa, là Đức Giêsu, Đấng đã đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Và cũng chính Đấng ấy là Đấng cho chúng ta được sống lại trong ngày sau hết. Và cũng chính Đấng ấy là Đấng có thể xoa dịu được những cái nỗi buồn, cái mất mát, đau thương nhất trong cuộc đời của chúng ta. Và chỉ có tình yêu của Chúa mới có thể lấp đầy được. Còn ngoài ra thì trong hai ngày từ qua đến nay và còn tiếp theo nữa, đối với ông bà ông Điền hay là với chị học đây, chắc chắn lẫn nhận được rất nhiều những lời an ủi, động viên. Đó là những cái lời an ủi động viên khích lệ của con người. Thậm chí thì kể cả có thể là dùng lời Chúa hay là lấy đức tin để mà an ủi nhau. Mà trong tâm tâm thì vẫn thấy được rằng đây là một cái nỗi buồn sâu sắc. Thôi thì về mặt tự nhiên con người là như vậy. Chúng ta cũng an ủi nhau cho bớt đi những cái nỗi sầu não. Nhưng mà chúng ta phải thấy được là dù như thế nào thì chúng ta luôn luôn hãy đặt trọn niềm tin tưởng ở nơi Chúa. Ai sống và tin ta sẽ không chết bao giờ. Chúa mới là Đấng làm chủ sự sống của chúng ta. Cái tình liên đới chúng ta cũng chỉ biết an ủi nhau, chúng ta cũng chỉ biết đến để mà nâng đỡ, giúp cho nhau trong lúc này. Và cái đặc biệt đối với người Công giáo chúng ta thì chúng ta cần phải cầu nguyện cho anh, cầu nguyện từ qua đến nay và tiếp tục còn cầu nguyện nữa trong cái cuộc đời dựng thế của mình. Đó cũng là cái thể hiện cái niềm tin Kitô giáo, nó cũng thể hiện cái mầu nhiệm hiệp thông người còn sống cầu nguyện cho người đã qua đời, và người đã quá cố thì truyền cầu chữ cho chúng ta trước mặt Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse và tha thứ phần phạt cho linh hồn Giuse và sớm đưa linh hồn Giuse về với Chúa, được hưởng tôn nhan Chúa trong nước vĩnh hằng. Amen. Nuôi sống chúng ta bằng bánh bởi trời, chúng ta hiểu lời cầu xin Chúa cho những người đang tìm lẽ sống được ơn đức tin để họ biết trong đời ngày kề chết sống lại và cuộc sống đời sau. Xin Chúa lắng đời chúng con. Chúa đã sai thiên thần đến an ủi Đức Kitô khi người hấp hối. Chúng ta hiểu lời cầu xin Chúa thương lâu sầy nước mắt và nâng đỡ những ai đang lo buồn vì tang tóc, như Chúa đã an ủi tang quyến của Lazaro. Xin Chúa nhắc đời chúng con. Thank you.
Lạy Chúa là đấng lòng thương xót và thứ tha, chúng con này xin Chúa cho chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khẩn khoản ban này lòng nhân từ của Chúa là cho tôi tớ Chúa là anh Giuse, để kẻ đã không hoài nghi. Con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ai, sẽ nhận ra người là vì tâm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tư nguyện đồng mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Xin nhớ đến tôi tới Chúa lời Giuse, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Có lời Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: xin tha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng chúng con cho khỏi sự dữ. Nhan của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, lạy Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Con muốn Chúa ở đâu?
cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy lễ, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Tới chính bàn tiệc muôn đời của Đức Kitô, người hằng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Chúng ta cùng hướng về thi hài của Giuse để làm nghi thức phó dâng từ biệt. Từ biệt cuối cùng, lời từ biệt giàu đượm vẻ u buồn của cảnh chia ly, nhưng cũng tràn đầy an ủi nhờ niềm hy vọng. Thật vậy, chúng ta sẽ được gặp lại và sống thân mật với người anh em này. Giờ đây chúng ta phải đau buồn giải tán nơi lòng nhà thờ này, nhưng nhờ Chúa thương xót ban ơn, ngày kia chúng ta sẽ vui mừng họp lại trong nước Chúa. Vậy trong niềm tin vào Đức Kitô, ta hãy an ủi nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quay cả camera rồi kìa. Có nào vậy?
Giờ đây chúng ta còn đang gặp gỡ ông Giuse, nhưng chẳng bao lâu nữa thi hài của người chúng ta yêu mến sẽ trở về lòng đất, như đã bởi đất mà ra. Nên không có gì hơn là chúng ta hợp ý dâng lời cầu nguyện để gửi gắm linh hồn Giuse cho Chúa. Chúa Kitô, Chúa đã đang đợi cho chúng con được sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ trong mùa ban ngày, Chúa đã thanh hóa phần mô của các tín hữu, khiến họ càng tin tưởng và sẽ được phục sinh. Mặc dù nay còn mang thân cát bụi, xin thương người con của Chúa là linh hồn Giuse được nghỉ yên trong mộ này, cho tới khi Chúa tỏa sáng tôn nhan, làm cho linh hồn Giuse sống lại để hưởng hạnh phúc vinh quang trên trời.
chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin ban sự sống đời đời cho linh hồn Giuse. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã lấy mình và máu thánh Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Giuse nơi bàn tiệc thánh. Giờ đây xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào nước Chúa giữ tiệc muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này Cha nhân từ, khi còn sống linh hồn Giuse đã nguyện theo ý Cha. Nay linh hồn Giuse đã qua đời, thì xin Cha rủ lòng thương tha phạt những hành vi tội lỗi của linh hồn Giuse, và cũng như khi còn ở trần thế, linh hồn Giuse được liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con nhờ đức tin chân thật. Thì giờ đây ước gì nhờ tình thương Cha, linh hồn Giuse cũng được hợp đoàn cùng thần thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa xin ban cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục và đưa nghỉ yên an mê. Kính Cha Chánh Xứ, kính thưa quý thầy, quý dì, kính thưa họ cả, kính thưa hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo giáp đặc biệt của các giáo nội và các ban ngành đoàn hội trong sau xứ và quý khách gần xa, cháu Giuse Trần Thái Học được Chúa gọi về, nay được Cha Chánh Xứ dâng thánh lễ an táng và được họ cả và các giáo giáp đặc biệt là giáp giáo nội đến thăm hỏi và động viên, chia buồn cùng gia đình và cầu nguyện tiễn đưa cháu ra nơi yên nghỉ cuối cùng. Còn xin đại diện cho gia đình xin cảm ơn Cha Chánh Xứ, quý thầy, quý dì, quý hội đồng mục vụ giáo xứ và quý cộng đoàn và các ban ngành đoàn hội trong giáo xứ đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình trong lúc đau thương này. Con xin cảm ơn tới chính quyền xã và xóm sở tại đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho gia đình chúng con trong lúc tăng gia bối rối, gia đình có nhiều thiếu sót xin được lượng thứ. Sau khi đưa cháu ra nơi yên nghỉ cuối cùng, con xin được mời quý vị về nhà phòng tiếp đón của gia đình để gia đình được đón tiếp. Con xin cảm ơn. Thank you.
nằm lênh đênh trên dòng đời. Nào có biết, nào có biết đâu giờ đây ta trở về thật bình. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi cùng sống. Mấy tháng năm qua chẳng thể hao nguyên nhân chiếm con trong mê đau thương. Nào ra đi tâm tư an vui hay ngọt ngào, tình yêu Chúa, tình yêu bên nhau ngày qua sẽ giữ phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ lâu. Đi còn là gì vinh hoa dương gian chút bụi mờ, một cơn gió, một cơn gió thoáng mà thôi tiên đường sẽ vẫn đơn lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua một tương lai là làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trường thế hao nguyên nhân chiếm con trong mê đắm. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hao huyền nhân chiếm con trong mê đắm.